Mình chào các bạn. Hôm nay thì bên mình đang chuẩn bị ship đi một chiếc quay thái màu xanh xám. Thì lại tiếp tục về lô mới màu xanh xám 24 này. Xe này chuẩn bị ship nha. Đi Bạc Liêu. Rồi, đi Bạc Liêu nha. Đó. Còn ở bên kia là xe tải về. Đang về thêm quay thái màu xanh xám. Cái mẫu này thì bên mình hiện tại là về bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu, rất là nhanh. Mình hơi bất ngờ, quyết tí tại sao mà nó lại như vậy. Với phiên bản màu xanh xám 23 thì không nhận được sự quan tâm nhiều từ các bạn. Nhưng mà với bản xanh 24 này thì lại rất là quan tâm luôn ha. Xe về ha. Xe về là gòn bịt hết như thế này. Bịt kính luôn nha các bạn. Rồi kiểm tra đó các bạn ha. Bên mình sẽ kiểm tra từ trên xuống dưới xem có bị trầy gì hay không. Nó về được 4 xe thôi các bạn. 4 xe thôi. Đây ha. Và sẽ mang xe đi trên toàn quốc cho các bạn. Đây, rất là nhiều xe chú ở trên live stream nha. Rất là nhiều xe chú ở trên live stream. Và trong đó có những chiếc Super Cup. Đây, chiếc này mình còn chưa kịp mang đi nữa nè. Màu xanh xám đi thành phố Hồ Chí Minh nè các bạn. Hôm nay có khả năng là nó sẽ đi luôn. Tại vì bên mình sẽ ghép tải các bạn. Ghép tải, tải Hà Nội, tức là tuyến miền Bắc riêng, rồi tuyến miền Nam mình là riêng ha. Đây là Honda Click nè. Mình thay mặt cửa hàng Bảo Duyên, mình cảm ơn tất cả các bạn, dù là ở xa hay ở gần, dù là mua online hay đến cửa hàng, đều đã tin tưởng và ủng hộ xe mình. Các bạn nhìn thấy nè, hiện tại là trong cửa hàng cực kỳ đông luôn. Đây, cực kỳ đông nha. Đó, bên trong là bạn Hiên đó. Đây, địa chỉ cửa hàng Bảo Duyên là ở số 67-69 đường ở Triệu Nương nha các bạn, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Một lần nữa, thay mặt cửa hàng Bảo Duyên, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng xe mình. Bây giờ thì bên này thì Diệu đang kiểm tra xe nha các bạn. Màu xanh xám. Bạn nào quan tâm thì mình cứ nhấc máy lên, nhắn tin liền. Giá của nó là 78.900.000 nha. Là đã bao gồm VAT rồi. Mua về mình chỉ việc làm biển số nữa thôi. Cúp này là đi Lâm Đồng nè, Đà Lạt nè. Cúp đèn vuông này thì đi An Giang nè. Rồi Honda Scoopy là đi Ngã Bảy nè. Honda Click là đi tới Bình Dương nè, Thuận An Bình Dương nè. Click 150. Bản này là đã bỏ mẫu nha các bạn. Đây. Rồi xe điện cũng đi luôn nè. Đa Liêm nè. Wenfa Đa Liêm là đi tới Ninh Thuận nè. Rồi Cúp 50 đi tới Long An nè. Sirius đi về Tiền Giang nè. Cúp 125 đi Tây Ninh nè. Cúp này là cúp Việt Nam. Quay Thái, à nãy mình nói rồi, đi phố Hồ Chí Minh. Đây, khách đến và đi sáng giờ rất là nhiều đó các bạn. Tại vì hôm nay đang là 19 ở dưới ha. Mình đang bước vào trong kho xe ha. Thì cái phiên bản màu xanh mình vừa nói lúc nãy á, là về bán nhanh lắm các bạn nhìn thấy như ở đây nè. Đó, hiện tại là chỉ còn một xe duy nhất thôi, cho nên là bên mình lại tiếp tục về thêm để phục vụ cho các bạn. Cái màu xanh mờ á, còn trắng đỏ, đỏ mặn vẫn đầy đủ cho mình. Đỏ tươi, trắng xanh, đỏ mờ ha, xanh GB, đen đỏ là đủ màu. Sẵn đây mình cập nhật giá lần nữa cho các bạn. Giá 78.9 là bản 24, riêng màu xanh này là 79.9. Bản 23 màu đỏ mận là 77.9, màu trắng đỏ là 81.9. Ok ha. Sau này mình sẽ cố gắng có thêm những buổi live stream để những dòng xe đến với các bạn dễ hơn, và sẽ có được sale giá nè, rồi còn được tặng thêm kính kiển nữa các bạn. Và trong những buổi live stream mình sẽ có thêm những cái mini game để tặng quà và giúp mình với các bạn gần gũi nhau hơn ở trên những buổi live stream này. Mình tương tác với nhau nhiều hơn các bạn thì mình sẽ quen biết nhiều hơn, rồi gần gũi hơn. Và hy vọng là bên mình sẽ cố gắng có cái giá tốt nhất cho các bạn trong những ngày tới về dòng quay thái này. Mà hiện tại giờ là giá sau ra nó đã rất là tốt, rất là tốt đó các bạn. Ví dụ như các bạn xuống cầm á,
thì mình còn được sale xuống nữa, được giảm giá nữa, từ mâm xuống câm được giảm tới 2,5 triệu. Ví dụ như đây 78,9 ha, mà mình xuống câm á là được giảm thêm 2,5 triệu, là như vậy. Và trong buổi livestream thường mình sale giá tới 2 triệu dòng xe quay này. Và mình lặp lại lần nữa về vấn đề ship xe, bên mình sẽ ship toàn quốc cho các bạn, với phí ship là miễn phí ở trên tuyến quốc lộ 1A nha, từ Sóc Trăng đi tới Sài Gòn, Sóc Trăng mình quay trở về Cà Mau là sẽ hoàn toàn miễn phí. Và nếu phải ship dòng xe này ra tới Hà Nội thì cũng chỉ từ là 500 ngàn. Thì đó là những điểm mà các bạn rất là dễ biết: Cà Mau, Sóc Trăng, Hồ Chí Minh, Hà Nội. Thì những tỉnh thành mà không có tuyến quốc lộ 1A đi ngang, bên mình vẫn ship bình thường nha, như là Tây Ninh nè, Bến Tre nè, Trà Vinh nè, ship bình thường. Rồi An Giang nè, Kiên Giang nè, ship được luôn nha. Kiên Giang như là Hà Tiên nè, ở thành phố Rạch Giá nè, hoặc là đảo Phú Quốc luôn, vẫn ship được. Cho nên các bạn cứ việc nhấc máy lên và gọi cho bên mình. Tốt nhất là mình cứ nhắn tin thẳng qua Zalo. Đây, trời đang mưa bên ngoài mà ở đây thì khách vẫn vào rất là đông nha các bạn. 3 số này đều có Zalo hết. Mình nghĩ là các bạn nên nhắn tin đi sẽ hay hơn. Mình nhắn tin thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì nhân viên á, vừa bán hàng mà vừa phải nghe máy rất là nhiều các bạn. Một ngày có cả 100 cuộc gọi, đôi khi là nó sẽ bị bận ha. Cho nên là có gì các bạn cứ nhắn tin qua Zalo đi cho nó dễ. Đây, xe mới về nãy nè các bạn. Khi vào kho mình sẽ lột những cái này ra rồi lau chùi sạch sẽ lại, lưu kho ha. Bất chợt cơn mưa xuống nhưng mà bên mình vẫn khách vẫn rất là đông. Rồi, mình sẽ kết thúc cái video này đây luôn nha các bạn. Chào các bạn nha.